chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tôi là MC Trà My. Hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục Mùa hè trong em. Đối với tôi thì mùa hè 2019 rất tuyệt vời. Các bạn biết không, mùa hè năm nay tôi được bố mẹ cho đi chơi ở Phú Quốc. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này. Ở đây tôi được tắm biển thỏa thích. Vui ơi là vui, thích ơi là thích. Nước biển trong xanh như ngọc, có thể nhìn thấy những chú cá đang tung tăng bơi lội. Phú Quốc là một hòn đảo xinh đẹp, được nhiều khách du lịch biết đến và yêu thích. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là tôi được đi cano ra đảo cùng gia đình. Chỉ trong vòng một ngày thôi, nhưng tôi đã trải nghiệm được rất nhiều điều mới mẻ và bổ ích. Gia đình tôi đã có rất nhiều tấm ảnh đẹp để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ nơi đây. Kỳ nghỉ hè của tôi cũng sắp kết thúc rồi, chuẩn bị bước vào năm học mới. Tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ để lại được bố mẹ cho đi du lịch. Nhà mình có kế hoạch năm sau sẽ đi chơi ở Nha Trang đấy các bạn ạ. Chia sẻ của tôi đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.